Lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính sư Minh Hạnh, sư Tịnh Đạt, kính chị Rạng Đông, anh huynh Quách Thanh Á cùng các anh chị em ở trong đạo tràng. Dạ con xin bà đọc bài Kinh Pháp Cú 216 ạ. Tần hà gia trà gia tỳ sổ cổ tần hà gia trà gia tỳ phát dặn tần hà gia quy ba mô tát sa na thi sổ cổ tổ pha dặn tần hà gia trà gia tỳ sổ cổ tần hà gia trà gia tỳ pha dặn tần hà gia quy ba mô tát sa na thi sổ cổ cu pha dặn tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Tần hà gia cha gia tỳ so cô tần hà gia cha gia tỳ pha giang tần hà gia quy bà mô ta sa tỳ so cô cụ tô pha giang. Dạ con xin xuống mic xin mời Ái Minh. Dạ, sa thú, sa lành thay, cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con kính đảnh lễ âm đức chư Phật, kể âm đức giáo Pháp. Kính đảnh lễ âm đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính chào quý anh chị. Chị là cô Tự Duyên đã cho biết rõ âm thanh, con xin phép được trả bài. Dạ cảm ơn Kim Nhung ôm chị em xong rồi tới chị ở nhà. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 216. Tăng hà giá trà giá tỳ sô cô tăng hà giá tăng hà giá trà giá tỳ pha dần tăng hà giá ba mút ta sa na thi sô cô cu tô pha dần tăng hà giá trà giá tỳ sô cô tăng hà giá trà giá pha dần tăng hà giá vip ba mút ta sa na thi sô cô cu tô pha dần tăng hà giá cha giá tỳ sô cô tăng hà gia cha gia ti phá văn tăng hà gia vi bà mua ta xa na thi số cô cu tô phá văn tham ái sinh sầu ưu tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tăng hà gia cha gia ti số cô tăng hà gia cha gia tỳ pha dần tăng hà gia vi ba mua ta sa đa thi số cô cu tô pha dần tăng hà gia cha gia tỳ số cô tăng hà gia cha gia tỳ pha dần tăng hà gia vi ba mua ta sa na thi số cô cu tô pha dần tham ái sinh bệnh sầu ưu lại sinh sợ hãi lo nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo. Em kính mời chị ạ. Xà thú, anh mình. Dạ, con Tâm Phương, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Tự Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính chào quý Phật tử. Dạ, con cảm ơn Nhật Huỳnh, Tệ Duyên, Ái Minh, Đặng Đông. Dạ, đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 216.
tăng hà ya cha ya ti so ko tăng hà ya ya cha ti pa yang tăng hà ya vipam mutta sa na ti so ko ku to ba yang. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu, đau sợ hãi. Dạ, đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu, nhiều bề. Người mà tham ái không mê, ưu sầu sợ hãi, đã thề viễn ly. Đã thề viễn ly. Dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Tăng ha ya cha ya ti so ko tăng ha ya cha ya ti ba yang tăng ha ya pi pa mun ta sang na ti so ko ko to ba yang tăng hà gia chăng gia ti so cô tăng hà gia chăng gia ti ba yang tăng hà gia vim ba muôn ta sang na ti so cô cô tô ba yang tăng hà gia cha gia ti so cô tăng hà gia cha ti ba yang tăng hà gia vi pa mutta sa na ti so cô cu tô ba yang. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát tham ái không sầu sầu sợ hãi. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, không sầu đau. Dạ, tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, ưu sầu sợ hãi, đã thề viễn ly. Dạ, đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Chắc có lẽ là chị Nhật Hình nữa đó. Dạ, sa thú chị Ngọc Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 216. Tăng hà giá cha giá ti sô cô tăng hà giá cha giá ti bá văn tăng hà giá viết bá mút tát xá nát thí sô cô cú tô bá văn tăng hà giá cha giá ti sô cô tăng hà giá cha giá ti phá văn tăng hà giá biết phá mút tát xá nát thí sô cô cú tô phá văn tăng hà giá cha giá ti sô cô tăng hà giá cha giá ti phá văn tăng hà giá biết phá mút tát xá nát thí sô cô cú tô phá văn. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi. Lo âu nhiều bề, người mà tham ái không mê, u sầu viễn ly. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong, muốn mời bằng tay của Sức Nghiệp Quân. Dạ, sa thu làm thầy xin cảm vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng,
giảng đạo chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room là con xin được kể kinh pháp cú số 216. Và cảm ơn sít trạng đồng của tu nữ tuệ duyên sít trình truyền cho biết nghe rõ sức trình đạo. Tanhaya chayati soko, tanhaya chayati payang, tanhaya vipamutasa, nakti soko kuto payang, tanhaya chayati soko, tanhaya chayati payang, tanhaya vipamutasa, nakti soko kuto payang. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của ngài Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thể viễn ly. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Tha giá. Dạ, con xin đọc xuống mic à, kính mời cô tu nữ tuệ duyên nhé. Tiếp theo, dạ. Sơ thủ kính cảm ơn Quỳnh và các bạn. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức, Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính lễ quý Phật cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam thánh nữ. Và cảm ơn Quỳnh Ảnh Âm Kim Nguyên đã cho biết cái đó. Và bây giờ thì em đọc bài Pháp Cú Kinh 206. Tanaha yaccha yati soko tanaha yaccha yati phayang tanaha yawip bamota sanna tisoko kuto phayang tanaha yaccha yati soko tanaha yaccha yati phayang tanaha soko tanhaya chayati soko tanhaya chayati ayam tanhaya vipamutasa nati soko kuto phayam. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tanhayaccha yati soko tanhayaccha yati ang tanhaya vipamutasa nati soko kuto phayam. Tham ái tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại thêm sợ ái lo âu nhiều về. Người mà tham ái không mê, dạ tự nhiên thấy chạy qua rồi. Giờ tự nhiên xin đọc lại bài khổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Tham ái sinh bệnh sầu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Dạ, hỏi thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên xin xuống mất. Hôm nay cái âm thanh của tự nhiên bị giật quá rồi. Dạ, xà thủ, âm thanh của cô tốt, cô ơi, không có giật. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ.
Dạ, cảm ơn Đặng Đồng Xích Hoàng Nguyệt, cô tu nữ tị viên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 216. Dạ, cảm ơn Huynh Bát Tha Ná cho bài học. Tạnh hà gia trà gia tì sơ cô, tạnh hà gia trà gia tì phá văn. Tạnh hà gia quyết ba mút ta sanh na thi sơ cô, cú tơ phá văn. Tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát tham ái? Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi? Và mặt trời Tam Phương đó nói âm thanh Đức Nhật Quỳnh hết hồn đọc sai luôn. Và con tri ân sư, và cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Tạnh hà gia cha và tỷ sơ cô, tạnh hà gia cha và tỷ pha văn. Tạnh hà gia quyết mà mùa ta xa, nà thi sơ cơ cụ tổ pha văn. Tham ái sinh bệnh sầu u, đại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Và đây là bản khổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Huynh Quát Thanh Á. Cảm ơn Sích Tâm Phương, cô Ái Minh, Kim Nhung, Sích Trần Đạo, Sích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng vừa đúng lúc chúng con học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 217. Chết con rồi, vậy là hồi nãy. Dạ, đúng rồi. Tưởng là con đọc sai rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta học bài Pháp Cú Kinh số 217. Nam Mô Bích Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mộng đặng nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời. Nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Tuyệt pháp độ các hàng đi tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu Pháp Cú Kinh số 217.
Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Già. Nam mô Tham Ma Già. Nam mô Sang Khả Già. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín hữu. Kính thưa quý vị, hôm qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 217. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Sila Dasana Sambandham. Sila Dasana Sambandham. Sila Dasana Sambandham. Tham mắt thần sắc chát quê đi năng. Tham mắt thần sắc chát quê đi năng. Tham mắt thần sắc chát quê đi năng. Atano cầm măng cúp bà năng. Atano cầm măng cúp bà năng. Atano cầm măng cúp bà năng. Tăng cha nô cú lú tề bi dăng. Tăng Chano Kulute Biyang. Tăng Chano Kulute Biyang. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái liên từ Sila Dasana Samanam, có nghĩa là đầy đủ giới và trí tuệ. Đầy đủ giới và chánh kiến cũng được. Đầy đủ giới và chánh kiến. Ở dòng thứ hai chúng ta có một cái hợp từ thâm mắt thăng. Thâm mắt thăng có nghĩa là vững chãi trong giáo pháp. Vững chãi trong giáo pháp. Vững chãi trong giáo pháp. Sắc chát quê đi năng. Sắc chát quê đi năng là có nghĩa là nhận thức là chân lý. Nhận thức chân lý. Sắc chát quê đi năng. Nhận thức chân lý. Dạ đúng rồi, xa thôi. Kế tiếp thì ở dòng thứ ba chúng ta có một danh từ rất là quen thuộc, Atano. Atano có nghĩa là mình hay là của mình. Mình mình hay là của mình. Kamman. Kamman có nghĩa là việc làm hay là thực hành. Kamman, việc làm hay là thực hành. Dạ. Cúp-ba-năng. Cúp-ba-năng có nghĩa là phận sự. Cúp-ba-năng có nghĩa là phận sự. Cúp-ba-năng là phận sự. Đến đầu dòng thứ tư thì chúng ta có một cái đại từ nhân xưng rất là quen thuộc, tăng. Tăng có nghĩa là vị ấy. Tăng có nghĩa là vị ấy. Channel. Channel có nghĩa là chúng sanh hay là quần chúng. Chúng sanh hay là quần chúng. Dạ, yeah. Cú đu tê có nghĩa là thể hiện.
Kudute có nghĩa là thể hiện. Bí dân là mến, nhìn từ quả quyền thuộc. Dạ. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được cái phần từ vựng rồi. Sila dasana sambandham dhammattha sacca vedinam attano kammam kuppanam tang chano kurute viyam, có nghĩa là đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Sĩ Cái Minh đã hỗ trợ phần bốt bài lên Cấm Măng. Dạ, Cấm Măng. Cấm Má là mình chưa có chia, chưa có chia từ vựng nhau quý vị. Cảm ơn là mình chia theo đôi cách nhà. Dạ. Cảm ơn sư cha mình rất nhiều. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thể Quyền, Bùi Quang Lâm Bồng Rung. Vậy thì giờ đây con xin được thay mặt hội chúng ở Trung Trung, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thể Quyền từ bi hoan hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu Pháp Cú Kinh số 217 mà chúng con vừa thích nghĩa từ vựng. Dạ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thể Quyền. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Thưa đại chúng nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thanh Tâm Minh Hạnh, để Đức Thập Thánh, để Đức Thanh Đạt cùng chư tăng ca nhân viên. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, kẻ sẽ bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavan Thang Athiwa Đề Duso Thato Phakkhava Ta Thang Mô Tham Mang Nama Sa Mi Supatipan Mô Phakkhava Tô Sa Vakka Sankho Sankhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến chia tung đến ta quý tu cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú ở trong phẩm Dĩ Ái Bí Quốc Gá, câu 117. Đây là một chuyện dạy cho ta một bài học rất là tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị, cái duyên sự của bài kinh đó chính là ngài Ca Diếp, ngài được cúng dường cái bánh, cúng dường được bánh, được nhiều bánh. Khi Đức Phật ở tại kỳ Trúc Lâm Tịnh Xá, đang trên đường đi á, thì có 20 người thanh niên, xin lỗi, có 50 thanh niên cũng cùng đi. Thì vào một cái dịp lễ, thì vào một cái dịp lễ hội, Đức Phật cùng với 80 vị trưởng lão thượng thủ kinh văn, và 500 tỳ kheo tùy tùng vào thập phương xá để khất thực. Thì vào thành phương xá để khất thực, thì kính thưa quý vị, thì trên đường đi đó, ngày gặp na gặp 500 thanh niên ở trên vai họ mang nhiều bánh đi đến chỗ cái lễ hội. Thì gặp Phật á, họ chỉ chào và tiếp tục đi, mà không hề
cúng hay là dâng một cái bánh nào cho Đức Phật hay các thầy tỳ kheo cả. Khi họ đi rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo, có phải các ngươi muốn dùng bánh không? Các ngươi có muốn ăn bánh không? Đức Phật Thế Tôn, bánh nó ở đâu? Các ông có thấy các thanh niên đi ngang không? Vai mang nhiều cái túi bánh. Đức Phật Thế Tôn có, nhưng họ không có cúng vợ một cái chiếc nào hết trơn. Thì Đức Phật Ngài cười, nói này các thầy tỳ kheo, mặc dù họ không mời ta hay các ông ăn bánh, nhưng có các vị tỳ kheo đi phía sau sẽ được cúng cái số bánh ấy, các ông sẽ được ăn bánh. Đức Phật Ngài nói như vậy, đây là một cái câu nói mà Ngài hiểu biết được mọi việc. Và Ngài cùng với chúng tỳ kheo ngồi đi trên phía trước, ngồi ở gốc cây. Thì các thanh niên ấy khi đi phía sau, có Ngài Ca Diếp đi phía sau, thì vừa thấy Ngài Ca Diếp là 500 thanh niên, tỏ ra lòng ái mộ kính mến. Không cùng, và họ dâng cúng cho Ngài tất cả những thứ bánh đó. Thì họ mới mời Ngài dùng bánh. Thì Ngài Ca Diếp Ngài mới nói, có Đức Phật cùng với các thánh, cùng với chư thánh tăng ở đằng kia, hãy đem bánh đến đó để mà cúng dường. Thế vâng. Thì họ nghe lời và đi đến Phật. Họ dâng bánh cho Phật vậy, để đến chư tăng. Họ dâng bánh rồi họ đứng ở một bên đợi Ngài dùng xong, họ đưa nước cái rửa tay. Thì các thầy tỳ kheo cũng thấy lạ, mấy thanh niên này họ chỉ biết cúng dường cho Ngài Ca Diếp không, chứ không cúng dường lên các thầy tỳ kheo hay những vị trưởng lão, mà chỉ cúng cho Ngài Ca Diếp. Lúc đó đó Đức Phật Ngài mới xác định rõ ràng, Ngài các thầy tỳ kheo, một tỳ kheo như Ngài Ca Diếp rất được trời người kính mến. Đối với một vị như vậy, họ rất hân hạnh được dân cúng tứ sự. Và Ngài nổi lên cái bài kệ: đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói đây là một bài học cho đời và đạo. Có phải Đức Phật không được sự ái kính như Ngài Ca Diếp chăng? Hay là các thầy tỳ kheo khác không được ái kính như Ngài, như Ngài Ca Diếp chăng? Ở đây chúng ta phải nhớ Đức Phật Ngài hiểu, Ngài biết trên cái gì? Trên một tinh thần, đó tức là cái nhân quả, cái nhân duyên. Có đôi khi người ta không, cha mẹ cũng quan quyền, cha mẹ cũng trình độ, ngay cả giàu có vân vân, những điều mà họ lại thích chơi, thích gần và thích thân với những người con hơn là cha là mẹ. Ở một cách khác, ở trong cái việc chùa chiền sinh hoạt, nó lại là một chuyện rất là tuyệt vời nữa. Mình là một vị trụ trì hay là một vị thầy, các đệ tử họ sẽ được mến mộ hơn, ưu đãi hơn. Thì là một người thầy phải hiểu được trên cái tinh thần này, có nghĩa rằng đây là cái duyên, cái phước của người ta. Còn ở đây Đức Phật Ngài nói rằng người như Ngài Xá Lợi, như Ngài một ngày Ca Diếp như vậy đó, được trời người kính mến. Mà qua đọc cái câu kinh đủ đức đủ giới, có cái chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, đây là một cách khẳng định rõ ràng là người gọi là
xứng đáng được lễ bái Bu Nhất Khích Tăng Lô Cá Sa Tí, tức là được xứng đáng lễ bái cúng dường rồi, không cần phải nói gì nữa. Và tự làm công việc của mình, công việc của mình đối với các ngài đã thành tựu, những việc làm cần làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau, các ngài có cảnh tri túc dễ nuôi và không có phải làm cái gì cả. Đối với những vị tỳ kheo mà có một cái sự suy tư, có một sự phân cách như vậy, thì đó chính là vị tỳ kheo đó còn tâm phàm phu yếu kém. Chứ sự thật ra đối với các bậc thánh hiền thì ngài không có một sự ganh ghét. Cái điều này trong thực tế ở trong đoàn quý vị, cái đó là thật. Chúng tôi là một trụ trì cũng như là một vị thầy, có đôi khi được mời đi hay là được những cái vật phẩm gì mà chia ra, cũng phải biết làm sao cho mà nó đề hòa, nó lợi hòa, thân hòa khẩu hòa. Ở đây cái lợi hòa, cái lợi này nó nhiều điều, không phải là những món ăn mà là những điều kiện, những điều kiện thuộc về lợi thì mình phải biết sắp. Chứ nếu sắp không khéo nữa, nó cũng gây cái sự phiền muộn. Và là một vị tỳ kheo không được ưu ái, thương thích hoặc là không thương thích, tức là tư vị bị thương, tư vị bị ghét, tư vị bị sợ, vân vân, thì những vị tỳ kheo đó đi địa ngục. Trong kinh Phật nói vậy đó. Thì cũng vậy, mình là một người lớn, phải nói tinh thần Phật rất là hoan hỷ khi ngài thấy như vậy, là quá tuyệt vời. Mà ở đây chúng ta biết nhiều khi có một cái duyên, bây giờ quý vị nghe lại được chưa? Dạ rồi, cảm ơn Ai Minh, cảm ơn Quách Thành Á và cảm ơn cô Nhung, cô Nhật Quỳnh. Cái duyên nó lạ lắm quý vị. Có nhiều khi những vị đệ tử lớn lao chưa chắc tiếp độ được những người hung hãn, những người có những cái tâm lớn. Đức Phật là một bậc toàn tri, diệu giác, và trí tuệ ngài viên mãn, vô bờ. Cho nên ngài hiểu biết liền, hiểu biết được cái tánh lý của ngài Kasbha, ngài Kajit. Mà đây chính là cái hạnh cung kính, cái hạnh biết họ chỉ dâng cho mình, chưa dâng cho Phật, chưa dâng cho đại chúng tăng, mới bảo những người tử này đi đến dâng đến Phật, dâng đại chúng tăng. Chúng ta biết cái hiểu việc và hiểu việc đó đối với các bậc thánh thì cái đó nó tầm thấp, quá thấp. Nhưng ở đây hiểu việc, ở đây tức là tự làm công việc của mình, hiểu biết công việc của mình, cho nên ngài hiểu. Một cái điều mà chúng ta đang nói, cái duyên ở trong cuộc đời này á, chúng tôi thích cho người đó mà không thích cho người khác, hay là tự nhiên gặp người đó đó mình cảm thấy không tiếc mà mình quan hệ mình vui, còn gặp những người khác, chúng tôi đang nói trên cái tâm phàm phu, họ có te tua, họ có thê thảm, họ có như thế nào, chúng ta cũng không có động lòng động tâm. Nếu như chúng ta không có một tâm khéo tu, hay chúng ta không có tràn đầy, không có vô biên về tâm từ tâm bi, thì chúng dẫu cho người ấy có đau khổ có như thế nào cũng vậy, tâm của chúng ta cũng vững vững ha. Nhưng có một số người nó ít hiểu nhiều, và người ta có thể giúp được. Bởi vì các quý vị biết là có một điều rất là đặc biệt,
cái việc đi xin người ta đó, có người xin ta cho, có người xin không cho. Nói như vậy thì người xin không cho đó, không có phước bằng người xin có cho, có phải không? Chưa chắc. Ở cái cấp độ đó đó, người đã nói khóc mà người ta thương, than thở mà người ta hiểu, thì là cái duyên. Mà quý vị hồi xưa đó, kiểu như là khi mà vận động kêu gọi đó, người ta phải lựa chọn vị nào đứng ra để vận động, đứng ra để kêu gọi, kêu mà kêu được kìa. Khóc mà người ta thương. Còn bây giờ nhiều khi khóc hết nước mắt luôn cũng mê thương. Hay hoặc là chỉ mở lời là người ta giúp. Còn ý nó khóc hết nước mắt luôn cũng không mê thương. Cái từ khóc ở đây chúng tôi nói trên nghĩa bóng, chứ chúng tôi phải nói trên nghĩa và khóc lóc, kể lể, than thở. Thì ở đây thì chúng ta mới thấy là ở trong cuộc đời này á, nó rất là lạ. Có đôi khi Đức Phật Ngài sẽ thực hành, Ngài sẽ có đủ cái phước duyên để chuyển hóa hết tất cả, nhưng Ngài cũng vẫn không làm cái nghịch duyên. Như chúng ta nhớ, khi mà thâu phục rồng chúa Nandobananda đó, Đức Phật Ngài bảo Ngài Mục Kiền Liên Ngài, con hãy đi thâu phục cái rồng chúa Nandobananda. Thì Đức Phật Ngài, đến ngày một cái liên ngày vừa đi tới, cái rồng chúa Nandobananda nó quỳ mọp liền, sợ liền. Cái bài đó, ngươi là đệ tử ta, ngươi là hàng cháu chắc ta, tự nhiên nó gặp coi như là sư phụ nói sức trận là nó nhường ngay, không có cách nào hết. Còn thí dụ như ngay cả Đức Phật, đồng chú Bánh Đô Bánh Đá cũng thị, cũng dùng thần lực như thế này thế nọ, thì một cái khẽ móng tay của Ngài thôi, đồng chú cũng bay từ núi này qua núi kia. Nhưng điều Đức Phật Ngài không làm như vậy, mà Ngài dùng cái thuận duyên để chiều cái thuận duyên thượng cảnh. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới phải nói rằng con người hiểu biết được cái việc để sắp đặt cái việc nó rất là quan trọng. Ở trong cuộc sống xã hội cũng vậy, cái việc nó được tốt, cái việc nó được tiến triển như thế này như thế nọ, nó được đi thẳng đường thẳng tiến hay không, là do chúng ta biết khéo, biết kìm lại, và biết có cái óc sắp xếp. Còn ở đây về cái nhìn, một cái tư duy, một sự suy nghĩ của một vị chánh đẳng chánh giác thì nó vô bờ rồi, nó vô bờ rồi. Cho nên vì vậy chúng ta cũng như thế, nhiều khi người này được mà người kia không được, chúng ta đừng khởi lên cái tâm ganh ghét. Khi chúng ta càng khởi lên cái tâm ganh ghét, chúng ta mất đi, giảm đi cái phước. Khi nhỏ đó, chúng tôi được dạy cái điều đó, con đừng có sợ, lo lắng cái điều gì. Người ta có được cái điều gì, mình cũng sẽ có được cái điều đó nếu như mình có phước. Và người ta học được cái gì, mình cũng học được cái đó nếu như mình cố gắng học. Và đừng bao giờ ganh ghét người ta. Bởi vì mình ganh ghét người ta, mình không có được cái lợi lạc gì hết, mà mình chính mình đã bị thua trận trên chính cái người ta đang có. Đừng khởi lên tầm lòng ganh ghét. Mà nếu như không quan hỷ tùy hỷ được, thì hãy nghĩ rằng là cái phước đó, là họ đang có cái phước ngay lúc này nó hơn mình, hay là do họ được cái này mà chưa chắc họ được cái khác hơn mình. Chúng ta khéo dạy cái tâm của mình như vậy, tạo được cái tâm của mình như vậy, để mình trú pháp, để mình an trú trong pháp, để mình không có bị sao xuyến. Con người thường khoe tài, khoe sắc, khoe tiền, khoe của, khoe danh vọng, khoe địa vị, vân vân và vân vân, sức lực của mình.
Nhưng tất cả chúng ta biết mình thì mới tốt được. Biết mình, biết người, và không đặt cái, không đặt cái gì, không đặt cái ganh ghét, cái ganh tị ở trong đó. Biết mình mà không biết người, trăm trận trăm thua. Biết người mà không biết mình, xin lỗi, biết người mà không biết mình, trăm trận trăm thua. Biết mình mà không biết người, năm ăn năm thua. Còn biết người và biết mình, đây chính là toàn thắng. Ở đây muốn nói rằng, trong sự hiểu biết ở cuộc đời này, nó là một chiến trường của nội tâm, mà những binh sĩ của chúng ta là những phước lành, là những kẻ thù chúng ta, đó chính là phiền não, mà nó cứ bắn chống trả chúng ta. Khi nào mà quân lính của chúng ta là những thiện sự lớn mạnh, những thiện tâm của chúng ta nó lớn mạnh hơn, là những sự ganh ghét, những sự oán hờn, những cái hỉ nộ, những cái tham, cái tật kiến, cái ngã mạn, cái sân tật, lận hối, cái vô tàm quý phóng dật, nó ngự trị chúng ta nhiều. Thì cái đó là chúng ta không biết mình, và chúng ta thua cuộc rồi. Còn chúng ta biết hoan hỷ tùy hỷ, và chúng ta biết trân quý, chúng ta biết cung kính, và chúng ta biết khiêm nhường. Thì ngay khi đó chúng ta sẽ rất là hùng mạnh. Sự thật ra cái tâm ganh tị, cái tâm xấu xí đó, khi chúng ta ganh ghét lên thì chúng ta cho rằng mình bị thua, cho nên mình không chấp nhận cái thua đó, cho nên mình dùng mọi cái cách để mình phá, hay cái thủ đoạn để mình hại người. Mà điều nào cái nào cũng đưa đến hại vô cùng, hại vô cùng to lớn. Nó sản sinh, nó để lại một cái hậu quả mà phải nói rằng nguy hiểm khôn lường, trùng trùng điệp điệp. Một công việc thì đơn giản thôi, nhưng khi khởi lên cái tâm ác xấu, khởi lên cái tâm ác xấu thì hành động xấu và lời nói xấu. Khi chúng ta nghĩ tốt về một người đó thì nó rất khó, chúng ta nghĩ xấu về một người thì rất dễ. Và khi ta nghĩ xấu về người thì người đó có làm tốt chúng ta cũng không bao giờ chấp nhận. Khi mà thương á, thì cả lối đi đường về cảm thấy đẹp. Mà ghét á, thì ghét cả tông ti họ hàng. Tại sao như vậy? Bởi con người chúng ta không có biết phân lượng. Chuyện của mình là của mình, chuyện của người là của người. Thí dụ như vậy, dù gì ghét một người đó, thì cha mẹ thường thường buộc con cái cũng phải ghét người đó. Rồi mình thương một người nào đó, mình buộc người ta cũng phải thương người đó, phải quý người đó. Cái điều này nó cứ tùy cái duyên. Đối với những người cha mẹ quý kính Phật Pháp, những người con chưa chắc thuận tùng. Đối với những người con quý kính Phật Pháp, kính trọng Tam Bảo, chưa chắc những người con được họ là quý trọng. Thì ở đây chính chúng ta biết là đó là chúng ta biết từ cái duyên. Và từ cái không biết quý trọng, chúng ta biết khéo dẫn, khéo tạo tác, để xúc tác, để đưa đến xuôi chèo mặt máy. Cái điều này nó rất là khó, nhưng do chính chúng ta. Chứ còn bây giờ chúng ta, khi mà họ đã không chấp nhận, mà chúng ta cứ ép cũng không được đâu. Cái duyên nó nở, nó mở, nó tạo. Và đừng tạo cái nghịch duyên. Trong cuộc đời gọi là đừng tạo cái nghịch duyên. Cái điều mình thích, đừng ép buộc người khác thích. Cái điều mình không thích, cũng chưa chắc là người khác không thích như mình. Bây giờ tôi thích màu trắng, người khác thích màu xanh,
người khác nữa thích màu đỏ, rồi tôi thích màu vàng, người ta thích màu đen, tôi thích ăn cay, người ta thích không thích ăn cay, tôi thích ăn mặn, người ta thích ăn nó lạt lạt được rồi, tôi thích ăn ngọt, người khác thích ăn nhạt nhạt, vân vân. Những cái thích đó, những cái đó là do cái gì? Do cái cơ địa và do cái tầm tứ của họ nó quen như vậy. Chúng ta đừng thay đổi họ. Mà chính chúng ta thấy nếu như cùng làm, cùng việc chung rồi, thì một chuyện đơn giản, nếu mà họ niêm mặn quá đó, thì chúng ta ăn ít, thì chúng ta pha nó ra cho nó nhẹ. Nếu như nó lạc thì chúng ta cho tí muối vào thì nó mặn. Nếu nó ngọt quá thì cho tí nước vào nó đỡ ngọt. Thì chuyển hóa như vậy, cuộc đời này nó an lành. Chứ không được, tôi không ăn. Mặn quá tôi không ăn, ngọt quá tôi không ăn, cay quá tôi không ăn. Vân vân. Cái mà chúng ta không có được quyền chọn như vậy. Mà ở đây chúng ta biết chuyển hóa cái tình huống đó, nó thật sự là tốt đẹp. Mà ở đây chính là cái trí tuệ. Đức Phật ngài biết chuyển hóa cái duyên đó để cho các thầy tỳ kheo không có khó chịu. Và đó là một bài học dạy cho chính chúng ta biết là đối với ngài, dĩ nhiên ngài một ngày cái giúp Kaspa trời người kính ngưỡng mà. Bùi chất khích tăng lô cá sa tí là ruộng phước vô thượng trong đời. Supatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Nhà Supatipanno Bhagavato Savakasangho, xá mi Supatipanno Bhagavato Savakasangho. Chư tăng ấy là bậc tịnh hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, xứng đáng lễ bái cúng dường. Bao nhiêu đó còn cái gì nữa? À, thầy Đức Phật nghe nói đúng rồi, 500 thầy thì kêu, 500 thanh niên này, 500 đứa trẻ này, nó không có biết ta là ai, cho nên nó không cúng cho ta, mà nó cúng cho đệ tử ta. Một câu nói như vậy xuôi chiều, cảm thấy nó đúng. Nhưng ngược lại, để hiểu biết, người trí nhìn vào người ta cười. Như vậy thì Đức Phật đi so sánh cái chuyện này với người đệ tử không? Đây là cái duyên của đệ tử ta. Và 500 người thanh niên này đã có cái duyên với ngài Kajip Kaspa. Khi mà chúng ta biết cái duyên như vậy đó, chúng ta không định đặt được. Xưa đó, từ cái định đặt đó, nó tạo thành cái duyên. Ngày hôm nay nó tự động nó đi tìm cái duyên đó, cha mẹ mới định đặt được. Chúng tôi nói đang về cái duyên của hôn nhân, của tâm tư, tình cảm, cái duyên của cuộc đời. Và sự tình là như thế, dòng đời này trôi theo cái sự sinh hoạt, nó miên viễn và nó khôn cùng. Có lúc chúng ta tấp bờ này và chúng ta ở lại suốt kiếp đó. Hay chúng ta tấp bờ này rồi chúng ta là bị trôi dạt tiếp tục nữa. Rồi có những lúc chúng ta bị khúc gỗ này, chúng ta bị chìm xuống hay bị người vớt đi, vân vân. Thì tất cả cái dòng đời xuôi theo cái quả, cái quy luật của sinh tử. Thì kính thưa quý vị, chúng ta mãi sẽ không bao giờ có quyền quyết định được, mà tất cả là do duyên. Mà làm nghịch lại duyên thì không bao giờ tránh khỏi được. Duyên nó được thành tựu, duyên nó không được thành tựu. Duyên nó có, duyên nó mất, duyên nó còn. Bởi hiểu về cái nhân quả, hiểu về cái nhân duyên là một phúc lành cao thượng, là một cái quả lớn, là một điều cao cả vô cùng, mà chúng ta không dễ dàng. Chúng ta không dễ dàng, kính thưa quý vị. Để chúng ta gặp hay chúng ta bỏ qua, chúng ta nhớ, có đôi khi nhiều vị hòa thượng thiền sư, nhiều vị hòa thượng pháp sư rất là giỏi, ngay cả các vị pháp sư tâm tạng luôn,
Chúng ta nghe những cái uy danh chúng ta rất là nể, chúng ta rất là sợ. Nhưng sự thật ra khi các ngài giảng thuyết, chúng ta không thọ giáo được nhiều, chúng ta không lãnh giáo được nhiều. Nhưng đều có những người, những người mà chúng ta hữu duyên á, họ nói ra cái lời, những cái lời như vậy đó đơn giản lắm mà chúng ta hiểu. Đây là sự thật đó. Bởi vì chúng sinh vốn nó có ân oán, nó có cái nhân quả, nhân duyên với nhau. Đây là cái giá trị sự thật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chê một người này, trách một người nọ. Đừng bao giờ bằng một cái cảm tính của mình, mà bằng cái lý tính của mình, chúng ta nghe, chúng ta xét kỹ, chúng ta đón nghe Phật Pháp, chúng ta đi tu tập, hay là chúng ta đi theo cái uy danh. Đây là một vị có như một vị thiền sư lão luyện đã dạy cho các trường thiền quốc tế, hay là một pháp sư đã giảng thuyết từ coi như là các nước, vân vân, hay là các vị pháp sư được những cái Facebook nó comment nó nhiều, được ái kính nó nhiều, vân vân. Quá thật, chúng ta đi theo cái hư danh nó nhiều hơn là cái chúng ta biết cái thực tế của nó, cái thực tế và thực tâm, thực duyên của mình. Cái thực duyên của mình, chúng tôi xài từ thực duyên của mình, chính là cái duyên thực của mình, nó đang hiện hữu nơi đây. Tại người đó nó ít mà mình hiểu nhiều. Tại sao cái người không hữu duyên nói nhiều không hiểu, mình không hiểu gì hết? Nó là vậy đó quý vị. Chứ đừng có nói là thầy hay coi như trò giỏi. Đó là có sự thật. Nhưng nó còn một cái gọi là cái duyên sư đồ, cái duyên cha mẹ, con cái, vợ chồng, bè bạn, thân hữu, ngay cả sư đồ cũng như thế. Chúng tôi thấy nhiều vị thầy đó, nhiều vị tốt túc, thương một số người học trò vô cùng, ưu đãi cho một số vị học trò đó, nhưng chưa chắc những vị học trò đó lại vâng lời, hay là làm tốt, hay làm lớn mạnh cho tinh thần của Phật Pháp. Nhưng có những người, có những vị sư đồ Bích Thai giá dạ. Vậy là sư rất mít Hạng Ân. Quỳnh thấy nít sư còn ở đây và dạ, cảm ơn Đặng Đông. Dạ, con thành kính lãnh lễ để thường tạo tại viện vừa trở lại đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. À. Dạ còn kính nhân mít đến sư ạ. À. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ chưa? Dạ cảm ơn.
Cho nên vì vậy là chúng tôi đang nói tiếp, có những vị đệ tử đó không có được ưu ái, không có được chăm sóc một cách cẩn thận, nhưng những vị ấy lại là những người hữu phần cho phần đông, cho Phật pháp này. Cái duyên nó lạ như vậy. Không được thầy yêu bạn mến nhiều, nhưng đều đã được tồn tại. Thì cái phước, cái duyên nó lạ lắm. Cho nên vì vậy, hiểu biết như vậy, nếu như chúng ta thấy ở trong cuộc đời này mà chúng ta không có trách, và chúng ta cũng không có, đừng có xem thường, đừng có biểu cho một cái gì gọi là quá đáng cả. Chúng ta không được phép xem thường một ai hết, quý vị. Cái phước của chúng ta hiện nay chúng ta hơn người về quyền thế, về tiền bạc, về tình cảm, về điều kiện, nhưng chưa chắc ở một ngày gần hay ở ngày trước chúng ta lại hơn người đâu, chưa chắc. Cho nên sống đừng có bị cái tâm oán giận, đừng có bị tâm sân hận, đừng có bị tâm ganh ghét, tức là sân tật lẫn hối nó ngự trị trong tâm ta, thì con người này sẽ sống được nhiều cái an lành, sống được nhiều cái sự tốt đẹp. Bởi vì khi chúng ta biết, khi chúng ta hiểu thì cuộc đời nó rất là tuyệt vời. Mà chúng ta không khởi sanh, tại sao người ta được cái duyên, cái phước của người ta được, cái sự cố gắng và cái sự thành tựu nó có, hay người ta được may mắn hơn? Đó là do người ta cũng tiền thân, người ta cũng có điều kiện tu hơn mình, người ta làm thiện sự nhiều hơn mình. Mà người mà khởi lên cái tâm sân hận, hay cái tâm mà ganh tị bỏng xén, thì người đó cái tâm xấu lắm. Nó xấu ngay trong hiện tại, đã thua cuộc ngay trong hiện tại này, mà lại làm cái nhân, cái duyên thê thảm, te tua và thê thảm trong tương lai nữa. Cho nên ý niệm được, biết được mình thiếu duyên, thiếu phước, thì cố gắng chúng ta tạo để được thuận duyên, thuận phước. Nếu như chúng ta có cái duyên phước, thì chúng ta hãy trân quý cái duyên phước đó để bảo tồn, để bảo trì, để gìn giữ, để phát huy thêm nữa. Thì đây chính là một điều mà chúng ta cần phải nhớ. Bài học của hôm nay là bài học của trong sự tu tập, cũng như là cuộc sống. Tất cả hãy biết đến cái tùy duyên. Và điều người ta có được, đó là cái duyên, cái phước của người ta. Mà chúng ta không có được, đó là chúng ta không phải là chúng ta thiếu hơn người, mà chúng ta chưa có điều kiện đủ như người, hay là nó chưa tới với chúng ta. Như điều trong cuộc đời này, chúng ta suy nghĩ như vậy để ý niệm tốt hơn, để không phải ghét, để không phải ganh, để không phải giận, để không phải hờn, để không phải oán gì cả. Mình có ghét, mình có giận, mình có hờn là tự mình đã quá tệ hại, quá sai lầm, sai trong hiện tại, sai trong kiếp lai sinh, và chúng ta thua ở đời này, thua ở hiện tại này, ở trong tương lai càng thua nhiều hơn nữa. Thì đây chính là cái bài học này xin cô đồ điều trình bày đến cho toàn thể đại chúng là như vậy. Kính chấm dứt thời gian thức nơi đây, trước khi dứt lời, nếu có địa chỉ sẽ tất, kính ngưỡng mong quý vị quan hỷ, kính dân phần phước lành để trước trời để thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ chánh pháp, các vị chư thần chư thiên, người tại ở chùa Quảng Nghiêm cũng như ở các chùa và các nơi trú xứ, cũng vì mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và kính dân phần phước này đến sư trưởng cùng với sư huynh tỳ lực, cùng tất cả những chúng sinh hữu phần hữu duyên xin đón nhận phần phước này, và những người đã quá vãng hữu duyên với chúng tôi, hữu ân với chúng tôi, xin tất cả được an lành tấn hóa ở trong Phật pháp ở hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Kính chào đến toàn thể quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền
đã giảng bài học số 217 ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Thân tu sắp về đề qua ta sắp ở Bồ Đà nữ phà quê na sa đa sở thị phong quanh trụ tê và qua tu sắp ở mang ngài lăng tu sắp về đề qua ta sắp ở hầm ma nữ phà quê na sa đa sở thị phong quanh tu sắp ở mang ngài lăng ra khăn tu sắp về đề qua ta sắp ở sang kha nữ phà quê na sa đa sở thị phong quanh trụ tê tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và xa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính Đại Đức. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya neva ta santi vihara vasini thupe gare bodhi gare tahin ta thamma da de na pa wan tu bujita sothin karon te tha vihara mandale te ra cha map cha na wa ka cha vitkha vo sarami ka da na pa ti upasaka Gama cha de sani gama cha istara sappana puta chukita pawan tu te chana bu cha ye pi chan da sampawa samseda cha ta athavo papatika niyani kang dhamma wa rang patitya te sappe pi dukkha sakarantu sankhayang tha tu ki rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ya la tăng khô tu sa mắc vô quá át tha giá cha hi ta giá cha âm hê rắc khăn tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ya ma thẩm ma ri ya ba quê ni tê. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và quân nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mic.